Hi, xin chào mọi người, mình là kênh Kiến thức Điện lạnh. Hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người một nội dung sơ đồ hệ thống lạnh của kho lạnh, một dàn lạnh và sử dụng bình ngưng tụ có tháp giải nhiệt. Đây là cái sơ đồ hệ thống lạnh của kho lạnh sử dụng bình ngưng tụ có tháp giải nhiệt. Thì chúng ta thấy các cái thiết bị quen thuộc như là máy nén này, bình chứa cao áp, phin sấy lọc, mắc ga, van điện từ, van chặn, van tiết lưu, dàn lạnh. Thì ở đây chúng ta thấy có sử dụng bình ngưng tụ và có tháp giải nhiệt, có sử dụng bơm. Trong hệ thống lạnh này thì mình chỉ vẽ minh họa ở đây là một cái bơm, còn trong thực tế thường là người ta sử dụng hai cái bơm. Người ta cho nó chạy kiểu thay thế, có nghĩa là cái bơm này chạy một thời gian thì đến bơm tiếp theo chạy kiểu xen kẽ như vậy. Mục đích là để cho cái bơm nó có thời gian hoạt động, không có phải là một cái hoạt động hoài và một cái để dự phòng và dễ bị hư hỏng nếu mà không sử dụng. Cái thứ hai đó là luôn luôn có hai cái bơm, để có một cái là trong quá trình dự phòng, nếu lỡ cái bơm này hư thì bơm kia sẽ hoạt động. Vì nếu bơm nước mà không hoạt động thì bình ngưng tụ nó sẽ không có nước để vào giải nhiệt làm mát và hệ thống lạnh sẽ không hoạt động được. Rồi bây giờ mình sẽ nói cái nguyên lý hoạt động. Đầu tiên khi cấp nguồn thì quạt dàn lạnh nó sẽ hoạt động trước, sau đó là đến quạt và tháp giải nhiệt và bơm nước sẽ hoạt động để cung cấp nước vào làm mát cho bình ngưng tụ. Đồng thời lúc này van điện từ cũng được cấp điện để cho ga đi vào dàn lạnh và đi về máy nén. Sau 3 đến 5 phút thì máy nén mới được cấp điện và lúc này máy nén mới hoạt động và nó nén ga đi vào bình ngưng tụ. Lúc này nước được bơm nước đi vào bình ngưng tụ, giải nhiệt cho ga đi vào trong này, ga vào là hơi và được nước bên trong ống làm mát để ngưng tụ thành lỏng. Và lỏng này sẽ đi vào bình chứa cao áp. Bình chứa cao áp có công dụng là vừa chứa lỏng này, để ví dụ như khi có sửa chữa này kia thì nó sẽ thu gom về đây. Và cái công dụng số 2 đó là nó cung cấp ga lỏng đi ổn định cho hệ thống. Khi đi ra, ga lỏng đi qua phin sấy lọc, lọc bụi bẩn, qua mắt ga, qua van điện từ, qua van chặn và đến van tiết lưu. Van tiết lưu cao mặt ngoài có công dụng là giảm áp suất và giảm nhiệt độ. Thì ga đi qua đây được giảm nhiệt độ đi vào bên trong dàn lạnh, thì được quạt gió, quạt không khí đi qua trao đổi nhiệt làm lạnh cho không khí bên trong kho lạnh. Còn ga thì nó sẽ nóng lên sâu và hóa hơi đi về lại máy nén. Qua nguyên lý hoạt động ở đây thì chúng ta sẽ thấy được rằng hệ thống lạnh sử dụng bình ngưng tụ nó sẽ có ưu điểm gì so với hệ thống lạnh mà sử dụng dàn ngưng tụ giải nhiệt bằng gió. Đầu tiên, nước nó sẽ làm mát tốt hơn không khí, cho nên cái hiệu quả làm mát của bình ngưng tụ là cao hơn dàn ngưng tụ. Và cái thứ hai đó là nó không phụ thuộc vào thời tiết. Ví dụ như mùa hè hay là mùa đông thì nước nó đều giải nhiệt tốt hết. Còn đối với dàn ngưng tụ thì nó sẽ phụ thuộc vào thời tiết. Ví dụ như mùa đông nhiệt độ không khí thấp thì cái dàn ngưng tụ nó sẽ giải nhiệt tốt, hiệu quả làm việc tốt. Tuy nhiên nếu mà mùa hè ví dụ nhiệt độ ngoài trời lên khoảng 40 độ chẳng hạn thì cái hiệu quả làm việc của dàn ngưng tụ nó sẽ kém đi. Cho nên hệ thống lạnh sử dụng bình ngưng tụ thì hiệu quả làm việc của nó ổn định hơn nhiều so với sử dụng dàn ngưng tụ. Tuy nhiên về mặt nhược điểm thì bình ngưng tụ nó sẽ có cái gì? Đầu tiên là nó phải có thêm tháp giải nhiệt này để giải nhiệt cho nước. Cái thứ hai là phải có thêm bơm nước và có cái hệ thống đường ống dẫn nước ở đây nữa. Và cái thứ ba là mọi người phải tiêu tốn một lượng nước. Ví dụ như không khí đi giải nhiệt thì mình đâu có tốn tiền để mua không khí đâu, nhưng mà nước thì chắc chắn là phải tốn tiền từ nước thủy cục rồi. Và khi kho lạnh đạt nhiệt độ cài đặt thì bộ điều khiển nhiệt độ nó sẽ cảm nhận nhiệt độ trong kho lạnh bằng với nhiệt độ chúng ta cài đặt. Lúc đó nó sẽ ngắt điện van điện từ, không có ga lạnh cấp vào trong dàn lạnh và ga đi về máy nén nó sẽ ít dần và áp suất sẽ giảm xuống. Lúc này rơ le áp suất thấp sẽ tác động làm ngừng máy nén, ngừng tháp giải nhiệt, ngừng bơm, ngừng hệ thống. Lúc này chỉ có quạt dàn lạnh hoạt động ở trong hệ thống lạnh thôi. Và khi nhiệt độ trong kho lạnh nó cao lên, nó tăng vượt cái mức chúng ta cài đặt thì lúc này bộ điều nhiệt nó sẽ cấp điện lại cho van điện từ có điện và có ga đi về máy nén. Lúc này áp suất nó sẽ tăng lên cao hơn cái mức cài đặt của rơ le áp suất thấp, thì rơ le áp suất thấp nó sẽ tác động. Lúc này tháp giải nhiệt và bơm nước nó sẽ hoạt động trước, sau đó vài phút sau máy nén nó sẽ hoạt động tương tự hệ thống, nó sẽ hoạt động như lại lúc ban đầu. Và có một điều lưu ý ở đây, đối với hệ thống lạnh mà sử dụng tháp giải nhiệt và bình ngưng tụ làm mát bằng nước đây nè, thì trong hệ thống người ta có thể là lắp thêm cái rơ le áp suất nước hoặc là cái rơ le dòng chảy nếu chúng ta
sử dụng roller xuống nước cũng được, hoặc là roller dòng chảy cũng được. Mục đích ở đây á, là luôn luôn đảm bảo phải có nước đi vào làm mát bình ngưng tụ. Nếu vì một lý do nào đó mà cái bơm nước này nó bơm nước mà nước không lên chẳng hạn, hoặc là bơm bị hư chẳng hạn, không có nước đi vào bình ngưng tụ, thì lúc này nó sẽ điều khiển làm tắt bơm và hệ thống lạnh phải ngừng hoạt động. Như vậy qua cái hoạt động của hệ thống lạnh này, chúng ta chỉ lưu ý những điều như sau. Một là quạt càng lạnh phải được chạy trước. Hai là quạt tháp giải nhiệt bơm nước chạy sau. Và tiếp theo là máy nén nó sẽ chạy sau khoảng 3 đến 5 phút. Và nếu quạt giàn lạnh bơm nước hoặc là quạt tháp giải nhiệt mà không hoạt động thì máy nén phải không được chạy. Và để điều khiển được các vấn đề như trên thì chúng ta sẽ có cái mạch điện điều khiển cái kho lạnh này. Hẹn mọi người ở cái video sau. Như vậy là mình đã vừa giới thiệu mọi người cái nguyên lý hoạt động của kho lạnh có sử dụng bình ngưng tụ và có tháp giải nhiệt. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.